bà Harris có thể bị luận tội nếu đảng Cộng Hòa lấy lại được Hạ viện. Hãng tin Just the News vào hôm 16 tháng 2 cho biết rằng các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã từng gặp lại rất nhiều lần, rằng việc luận tội và kết tội một cựu Tổng thống sẽ đặt ra một tiền lệ mới khủng khiếp cho việc lạm dụng kết tội trong tương lai. Trước phiên tòa luận tội, luật sư Bruce Caster của ông Trump cũng đưa ra các lập luận nhấn mạnh toàn bộ thủ tục tố tụng là vi hiến, đây là một chính sách công tồi tệ và đang tạo tiền lệ xấu cho đất nước. Bên cạnh đó, mọi người dân ở Hoa Kỳ đều có quyền trải qua các thủ tục pháp lý đúng pháp luật, ngay cả khi đó là Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian bị luận tội tại Hạ viện đã không được xử lý theo đúng thủ tục pháp lý. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng cho rằng phiên tòa vừa qua đã tạo ra một tiền lệ xấu. Ông cho hay, tôi không biết làm thế nào mà bà Kamala Harris sẽ thoát khỏi bị luận tội nếu đảng Cộng Hòa tiếp tục quản Hạ viện. Bởi vì bà ấy thật sự đã bảo lãnh cho những kẻ bạo loạn, và một trong những kẻ bạo loạn đó đã quay trở lại đường phố và đập vỡ đầu người khác. Trước đó vào tháng 6 năm 2020, bà Harris và các thành viên đảng Dân Chủ khác đã kêu gọi mọi người đóng góp cho Quỹ Tự do Minnesota, gọi tắt MFF, nhằm tổ chức quyền bảo lãnh cho những kẻ bạo loạn vì bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình về cái chết của George Floyd. Bà đã đăng lên Twitter vào ngày 1 tháng 6 rằng nếu bạn có thể, hãy tham gia vào FMNF Freedom Fund để giúp bảo lãnh cho những người biểu tình ở Minnesota. Nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa sau đó đã chỉ trích bà Harris vì sự ủng hộ đối với những kẻ gây ra bạo lực và đốt phá. Trong khi đó, hồi cuối tháng 8, cựu Tổng thống Trump cũng cho biết trong một cuộc họp báo rằng có 13 thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Biden đã quyên góp tiền để giúp những kẻ bạo loạn được tại ngoại. Và người đồng hành của ông ấy là bà Kamala đã kêu gọi những người ủng hộ họ làm điều tương tự. Tờ Washington Post hồi tháng 9 cũng đưa tin cho biết rằng hồ sơ khai thuế của MFF cũng cho thấy tổ chức này chỉ huy động được khoảng 100.000 Mỹ Kim trong năm 2018. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau cái chết của Floyd, nó đã huy động được 35 triệu Mỹ Kim một cách đáng kinh ngạc, một phần là do các dòng tweet của bà Harris. Theo WCCO-TV, chỉ trong tháng này, cư dân Minnesota Thomas Moseley, một người đã hai lần được bảo lãnh bởi nhóm do bà Harris hậu thuẫn, đã bị bắt lần thứ ba vì các tội danh ma túy. Đài truyền hình này cũng đưa tin rằng trong cả hai trường hợp, người đàn ông này đã được trả tự do với sự giúp đỡ của Quỹ Tự do Minnesota. Quỹ đã giúp anh ta tại ngoại với số tiền 5.000 Mỹ Kim trong tháng 10 và 60.000 Mỹ Kim trong vụ tháng 12. Tờ Washington Examiner cũng cho biết, người đàn ông này đã bị bắt vì các vụ hỗn chiến với người dân và cảnh sát, nơi những kẻ bạo loạn vẽ bậy các dòng chữ đã đạo nước Mỹ giết tất cả cảnh sát, làn sóng tội phạm 2021. Theo các tài liệu mà Fox News thu thập được, quỹ bảo lãnh này cũng giúp trả tự do cho một kẻ bị cáo buộc bạo hành trẻ em. Trở lại phiên tòa luận tội, một trong những cựu luật sư của cựu Tổng thống Trump cũng cho biết quy trình này đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, có thể dẫn đến việc các cựu quan chức khác bị luận tội ngay cả khi đã rời nhiệm sở. Và trong phần hỏi và trả lời trong phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 12 tháng 2, Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã hỏi luật sư Michael Van Der Vin rằng liệu phiên tòa hiện tại có tạo ra tiền lệ mới cho các cựu quan chức khác, bao gồm cả bà Hillary Clinton trong chức vụ ngoại trưởng hay không. Sau đó, luật sư Van Der Vin đã trả lời rằng nếu ông nhìn phiên tòa này dưới con mắt của phe cánh tả thì nó đúng là như vậy. Điều này có thể xảy ra với cựu ngoại trưởng và nó cũng có thể xảy ra với rất nhiều người.